Chiếc Lexus RX 350L là phiên bản 7 chỗ ngồi với kiểu ghế 5 cộng 2 và cũng là phiên bản kéo dài trục cơ sở từ chiếc RX 350 thường. Giá bán chính hãng ở thời điểm năm 2019 là hơn 4 tỷ 2 nếu tính luôn chi phí lăn bánh, thì chủ xe phải bỏ ra tới 4 tỷ 6. Một chiếc RX 350L đời 2019 vừa được một chủ xe ở Hà Nội giao bán với giá khoảng 3 tỷ 7 chưa mặc cả. Như vậy, sau một năm sử dụng thì chiếc xe đã ngốn, mất của chủ cũ gần 1 tỷ, trở thành một lựa chọn hơi cho người mua sau khi mới lăn bán được khoảng 15.000 km. Điểm khác biệt ở ngoại thất của ZX350 l là, bộ vành 20 in chiều dài tăng thêm 110mm so với trước đó để tạo không gian, cho hàng ghế thứ ba. Cụm đèn phía sau xe tạo hình chữ L, với các bóng đèn LED thời thượng được thiết kế gọn gàng, và vương vức hơn trước, ống xả hai bên được mạ chrome sáng bóng bên trong nội thất của chiếc xe đã được thiết kế lại với bảng điều khiển trung tâm trực quan và hướng tới người lái nhiều hơn. Nằm phía trên bảng táp lô là một màn hình lớn tới 12,3 inch. Xe được trang bị ghế ngồi bọc da cao cấp, điều chỉnh điện hoàn toàn, có khả năng nhớ vị trí và hệ thống sửa quạt gió. Hệ thống âm thanh Hien của hãng McLevinson nổi tiếng cũng được trang bị. Xe được trang bị cửa sổ trời đóng mở bằng điện, nhưng chỉ có diện tích kéo dài tới hàng ghế trước. Vô lăng thể thao 3 chấu bọc da cao cấp được thiết kế tiện lợi, với nhiều nút bấm thông minh, tiện dụng. Bên cạnh đó, xe còn sở hữu touch soát điều khiển màn hình được lê sút bố trí bên dưới, cùng với núm chuyển đổi các chế độ lái, hệ thống ổn định điện tử. Hệ thống an toàn tiêu chuẩn có cảnh báo va chạm phía trước, phát hiện người đi bộ, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng, camera 360 độ và cảnh báo điểm mù, hệ thống lê suốt park assist. Đặc biệt cốp sau, trên giờ x 350 lít có thể mở dễ dàng chỉ bằng một thao tác vô cùng đơn giản đó là đặt tay vào biểu tượng logo mà không cần chạm. Xe sở hữu động cơ V6 3.5 lít hút khí tự nhiên, cho công suất 290 mã lực và mô men xoắn 357 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Một điểm cộng lớn, về vận hành cho giờ X350 khi xe có tới 5 chế độ lái là Eco, Normal, Sport S, Sport S Plus và Customize. Với những người thích lái xe với chế độ nhẹ nhàng yên tĩnh, thì họ có thể sử dụng chế độ Eco để tận hưởng sự êm ái. Còn với những người yêu thích cảm giác thể thao, họ có thể sử dụng chế độ Sport S hay Sport S Plus. Xe cộ